Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với Auto Việt Nam. Bản tin news số 25 ngày hôm nay sẽ bao gồm những tin chính sau đây: Nissan X-Trail 2021 ra mắt tại triển lãm ô tô Thượng Hải. Hãng điện thoại thông minh Huawei giới thiệu mẫu xe điện có thể di chuyển lên tới cả 1.000 cây số, bảo hành trọn đời. Volkswagen sắp ra mắt hai dòng xe SUV ở tại thị trường Việt Nam. Để đến với bản tin số 25, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Kể từ khi mẫu xe Nissan Rogue thế hệ mới được ra mắt tại thị trường Mỹ, chiếc crossover hạng C của thương hiệu Nissan cuối cùng cũng đã giới thiệu tại triển lãm ô tô Thượng Hải. Đây là một trong những phiên bản thế hệ thứ tư của X-Trail được chỉnh làng. Ngoài những thay đổi về mặt nội và ngoại thất, điểm đáng chú ý của X-Trail phiên bản mới đó là xe được trang bị khối động cơ 1.5 lít tăng áp hoàn toàn mới, sản sinh ra công suất lên tới 204 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 300 Nm, kết hợp với cụm hộp số vô cấp Xtronic CVT và sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh bán thời gian. Về phần thiết kế ngoại thất, mẫu xe đến từ thương hiệu Nissan sở hữu một cái phần đầu xe giống với người đàn anh Nissan Pathfinder. Mặt ca lăng lưới tản nhiệt hình chữ V kích cỡ lớn, cụm đèn chiếu sáng phân tách đem tới cảm giác rất châu Âu. Tuy vậy, tôi cho rằng giờ đây mẫu xe Nissan đã có những sự thay đổi rất tích cực nằm ở phía đuôi sau, với những cái phần chi tiết nổi bật như là khuếch tán gió được sơn nhũ bạc để lộ ra một góc thoát xe phía trước rất lớn, toàn bộ phần trần được làm phẳng, không còn thể hiện một cái phong cách mui bay như ở Nissan X-Trail thế hệ trước đó. Bên trong khoang nội thất xe, điểm đáng chú ý đầu tiên mà tôi muốn nhắc tới đó là phần khu vực điều khiển trung tâm được thay đổi một cách rất tích cực. Màn hình trung tâm giải trí kích cỡ lớn 12,3 inch đặt ngang có kết nối với hệ thống Nissan Connect. Cần số có thiết kế nhỏ gọn giống với những mẫu xe đến từ Đức, cụm đồng hồ táp lô 10,8 inch dạng digital kết hợp hài hòa với phần vô lăng thể thao được cắt. Còn lại những trang bị nổi bật của X-Trail bao gồm chức năng lái bán tự động Pro Pilot nâng cao, hệ thống điều hòa 3 vùng tự động và chống ồn chủ động. Cá nhân tôi cho rằng X-Trail thế hệ thứ tư đã có một cái sự thay đổi rất tích cực ở phần ngoại thất và nội thất xe. Bên cạnh đó, với khối động cơ tăng áp mới đáng ghi nhận hơn so với các đối thủ nằm ở trong phân khúc crossover hạng C. Tuy vậy, hy vọng xe sẽ có một mức giá bán phù hợp với những đối thủ ở trong phân khúc. Nhà sản xuất điện thoại Huawei lần đầu tiên kể từ khi tuyên bố sẽ sản xuất ô tô điện, giờ đây đã giới thiệu tới triển lãm ô tô Thượng Hải mẫu xe SF5. Mẫu xe này được ra đời dựa trên sự hợp tác của Huawei và Cyrus. Điểm nổi bật của mẫu xe này đó là được trang bị khối động cơ 1.5 lít với vai trò sẽ là máy phát điện cho hai motor lẫn chuyển động của xe. Tổng công suất của hệ thống động cơ này lên tới 543 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 820 Nm. Bên cạnh đó, chiếc crossover này còn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong vòng 4,7 giây. Phạm vi hoạt động của xe khi chỉ sử dụng motor điện là 180 cây số và khi kết hợp với động cơ đốt trong lên tới 1.000 cây số, một con số rất đáng nể. Ở phần đầu xe, SF5 có được một cái phong cách thiết kế rất trẻ, rất Lexus, với phần đầu xe được làm chìm và vuốt thấp khá nhiều về phía đằng trước. Tuy vậy, cụm đèn pha full LED kết hợp với đèn định vị hình chữ L kéo dài xuống cả dưới cũng là những điểm rất ấn tượng ở phần đầu của xe. Bên trong khoang nội thất xe, SF5 sử dụng vô lăng hai chấu dạng được cắt thể thao, kết hợp hài hòa với cụm đồng hồ táp lô sử dụng hoàn toàn bằng điện tử. Bên cạnh đó, khu vực điều khiển trung tâm đều được thiết kế rất tối giản, làm nổi bật phần màn hình trung tâm giải trí kích cỡ lớn có độ phân giải cao, được đặt nằm dọc giống với những mẫu xe điện của Tesla. Còn về những công nghệ nổi bật thì xe được trang bị hệ thống phát hiện các phương tiện và vật cản phía trước bằng radar, cảm biến siêu âm và camera. Các tính năng an toàn đang chú ý trên xe nổi bật như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, giữ làn đường và cảnh báo va chạm phía trước. Về mức giá bán, khởi điểm của SF5 sẽ rơi vào khoảng 33.356 USD, tương đương với khoảng 769 triệu đồng tiền Việt. Cá nhân tôi cho rằng đây là một trong những sự mở đầu để đến với cuộc chơi sản xuất ô tô điện của hãng điện thoại Huawei. Tuy vậy thì cuộc chơi này không phải ai cũng có thể đạt được những gì mà mình mong muốn, nhất là một hãng không có kinh nghiệm về sản xuất ô tô như Huawei. Bên cạnh đó lại phải hợp tác với một cái tên khác. Tôi cho rằng sẽ rất khó để có thể Huawei chiến thắng được ở trên thị trường Trung Quốc, chứ chưa nói đến vươn ra được nước ngoài. Hãng xe Volkswagen đã lên kế hoạch đưa hai mẫu xe mới về thị trường Việt Nam, trong đó có tên gọi là T-Cross và Terramon. Trong đó, T-Cross là mẫu xe crossover hạng B, còn Terramon là SUV hạng E.
Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018 thì Volkswagen T-Cross là một trong những chiếc xe SUV nhỏ nhất của hãng xe đến từ Đức. Nếu được đưa về thị trường Việt Nam thì đây sẽ là một trong những cái mẫu xe nằm ở trong phân khúc crossover hạng B tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh với các đối thủ như là Mazda CX-3, Peugeot 2008, Kia Seltos và VinFast VF E34. Nói về ngoại hình thiết kế của xe thì tôi cho rằng T-Cross có một cái phong cách thiết kế khá là đậm, đúng chất xe châu Âu, tức là nó không có quá nhiều những cái đường gân xẻ dọc ở phần đầu, phần thân và phần đuôi được làm một cách rất cơ bản. Bên trong nội thất xe thì T-Cross đem tới cho người quan sát một cái thiết kế tổng thể rất có tính hệ thống. Điều đó thể hiện ở toàn bộ phần phía bên trên khu vực tablo, táp ly xe đều được sử dụng những cái đường nét gập nổi. Đây cũng là sự khác biệt so với các mẫu xe còn lại trong phân khúc. Ngoài ra, những trang bị nổi bật của xe như là cụm đồng hồ tablo 10,2 inch sử dụng dạng digital, màn hình cảm ứng 8 inch cho hệ thống thông tin giải trí đi kèm hệ thống sạc không dây. Còn về khả năng vận hành thì T-Cross được trang bị khối động cơ 1.0 lít tăng áp, cho ra tổng công suất là 113 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 200 Nm, đi kèm với cụm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước. Nếu để so sánh với các đối thủ như là Kia Seltos với khối động cơ 1.4 lít tăng áp thì mẫu xe này gần như chưa có cửa. Ngoài ra, xét về yếu tố thương hiệu thì Volkswagen không có nhiều tầm ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam bằng các dòng xe Nhật và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng mẫu xe này sẽ được nhập khẩu tại Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Chính vì thế mà giá bán sẽ có thể cao hơn rất nhiều so với các đối thủ. Trong khi đó, Volkswagen Teramon thuộc nhóm SUV hạng E ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017. Ngoại hình to đô và đậm chất châu Âu, đó là những gì mà mẫu xe SUV này đang sở hữu. Chỉ cần nhìn vào những thiết kế này thôi thì nhiều người yêu thích thương hiệu xe Đức đã có thể xuống tiền ngay lập tức. Tuy nhiên, trong phân khúc SUV hạng E có rất nhiều đối thủ có tiếng tăm cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe này ở tại thị trường Việt Nam. Ví dụ như là Ford Explorer, Kia Telluris có thể sẽ sớm về Việt Nam, VinFast E36 có cả phiên bản thuận tiện. Cá nhân tôi cho rằng sẽ rất nóng nếu như phân khúc này có thêm được các mẫu xe mới đưa ra cho khách hàng lựa chọn. Phân khúc này từ trước đến nay được cho là rất kén khách ở tại thị trường Đông Nam Á chứ không riêng gì ở Việt Nam. Lý do là điều kiện kinh tế ở khu vực chúng ta chưa được phù hợp để người dân đa phần lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã tham gia bản tin News số 25 của chúng tôi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.